Chúng ta càng tiến gần hơn tới giai đoạn playoff của các giải đấu lớn khu vực thì các phiên bản của Liên minh huyền thoại sẽ càng có xu hướng nhỏ hơn và không gây quá nhiều biến động. Lần này, phiên bản 9.15 chỉ mang đến một vài nớp và bắp nhỏ mang ý nghĩa cân bằng là chính, giúp một vài tướng yếu có khả năng chơi được trong khi giảm bớt độ bá đạo của những tướng quá hot. Hôm nay, mời các bạn cùng xem game.com bọn mình đến với top 8 thay đổi quan trọng nhất cho phiên bản 9.15 mà bạn cần phải nắm. Các tướng đường giữa nhận được một số buff nhỏ. Serat, Lissandra, LeBlanc và Simba đều nhận được một số buff nhỏ trong lần cập nhật phiên bản mới này. Không thay đổi nào trong số này đủ sức làm biến động meta trong trò chơi, thế nhưng chúng có thể mang một số lợi ích thiết thực. Chiêu cuối của Serat được tăng tầm sử dụng từ 3.200, 4.400, 5.600 lên 5.000 ở mọi cấp, đồng nghĩa với việc giảm một cấp độ cuối nhưng tăng lên ở hai cấp độ đầu. Syndra và LeBlanc cũng nhận được một số buff sát thương. Đối với Syndra, đó là buff cho chiêu cuối, trong khi LeBlanc nhận được buff ở chiêu E. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất trong nhóm tướng đường giữa phải kể đến Lissandra. Cô không chỉ được tăng khá nhiều máu cơ bản, mà chiêu cuối còn được tăng tỷ lệ sức mạnh phép thuật cộng thêm vào sát thương từ 60% lên tới 75%. Vayne và Lucian được buff. Ngoài nhóm tướng đường giữa, ở khu vực đường dưới, Vayne và Lucian cũng sẽ nhận được một số buff giúp họ cải thiện tỷ lệ chơi trong xếp hạng và chuyên nghiệp trong thời gian tới. Sát thương chiêu E của Vayne khi đối phương đập vào địa hình được tăng từ 100% cộng thêm lên 150% cộng thêm. Trong khi đó, Lucian chỉ được tăng sát thương mỗi viên đạn của chiêu cuối thêm 5 sát thương ở cấp độ 2 và 10 sát thương ở cấp độ 3. Không quá lớn, nhưng đủ để người chơi cảm nhận được uy lực của hắn ta tăng lên đôi chút so với lúc trước. Chính thức xóa sổ con trò chuột huyền thoại trong game. Những người chơi Liên minh lâu năm sẽ chính thức nói lời từ biệt với con trò chuột huyền thoại gắn bó với tựa game trong gần một thập kỷ qua. Điều này sẽ gây ra khá nhiều tiếc nuối, tuy nhiên đã đến lúc chúng ta chuyển sang các biểu tượng mới hơn và đẹp hơn. Con trò chuột mới sẽ là một sự thay thế tốt giống như bất cứ trang bị nào trong Liên minh huyền thoại. Theo thời gian, người chơi sẽ dần đón nhận và tiếp tục yêu thích nó. Manfi tiếp tục được tăng sức mạnh. Manfi đã nhận được một vài thay đổi đáng kể trong phiên bản trước, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để hắn ta quay trở lại với sân chơi Summoner's Rift. Để giúp hắn ta thực sự hồi sinh, trong phiên bản 9.15 lần này, Riot Games quyết định một lần nữa mang đến cho Manfi khá nhiều buff mới. Cụ thể, khả năng làm chậm của chiêu quy hắn ta giờ đây được tăng thêm 5% mọi cấp độ. Sát thương cộng thêm ở đòn đánh đầu tiên chứa W cũng được tăng thêm 10% mọi cấp độ. Điều này giúp hắn ta có thể đi rừng tốt hơn. Cuối cùng, trong một phiên bản tập trung vào cải thiện chất lượng tướng như thế này, chiêu cuối của Manfi sẽ được sử dụng ở phạm vi tối đa nếu bạn tung chiêu trước khi đủ tầm. Riot coi đây là một lỗi cần khắc phục và người chơi sẽ phải chú ý rất nhiều đến thay đổi này để bổ sung thêm sự tính toán cần thiết cho mỗi cú hút. Thánh ma nữ Evelynn bị nerf. Nổi lên cùng với các pháp sư kiểm soát giao tranh từ phiên bản 9.13, yêu nữ Evelynn trỗi dậy một cách mạnh mẽ với phong cách đi rừng đặc trưng của mình.
Trải qua hai phiên bản, quá nhiều sự than khóc của game thủ, Riot Games quyết định giảm sức mạnh của cô nàng Lynn Judith. Giờ đây, khi cô sử dụng kỹ năng Q, gai căm hận lên quái rừng, kỹ năng chỉ được hoàn trả lại 50% thời gian hồi chiêu, trước đây là 60%. Có thể ban đầu, mọi người sẽ nghĩ rằng 10% thời gian hồi chiêu từ kỹ năng này sẽ chẳng ảnh hưởng là bao. Tuy nhiên, đối với một vị tướng cần lên cấp độ 6 để bùng nổ sát thương như Evelynn thì đây là một cú giảm sức mạnh tương đối khó chịu. Cô nàng sẽ tốn thời gian dọn dẹp các bãi quái hơn trước rất nhiều, dẫn đến ảnh hưởng đến cả khả năng ganh đường của cô ta, thậm chí khả năng bị rừng địch sang cướp bóc cũng sẽ tăng lên rất cao. Cao Cao Khazix được bóp sức mạnh thành bọ ngựa. Một động thái khá khó hiểu của Riot Games chính là giảm sức mạnh của một vị tướng sát thủ top đầu liên minh trong các phiên bản qua chỉ để tăng sức mạnh cho một vị tướng sát thủ đi rừng khác, đó chính là Khazix, sát thủ hư không. Ở phiên bản 9.15 này, Riot Games tăng sức mạnh vào kỹ năng Q, nếm mùi sợ hãi của hắn ta. Kỹ năng này được tăng 10 sát thương cơ bản ở mọi cấp, một con số không quá lớn trong suy nghĩ của nhiều người chơi cho lắm nhỉ. Đúng vậy, con số này nhỏ thật sự khi hoạt động trên các mục tiêu không bị cô lập. Hay nhớ đến nội tại, hiểm họa tiềm tàng của hắn ta. Những mục tiêu chịu trạng thái cô lập sẽ nhận thêm 100% sát thương từ kỹ năng Q nếm mùi sợ hãi. 10 sát thương cơ bản của kỹ năng này lúc đó sẽ tăng lên 20 sát thương đấy. Tăng sức mạnh vào kỹ năng này đồng nghĩa với việc các bãi quái đơn mục tiêu như cốc thành tinh, cua kỳ cục, các bãi quái bùa lợi sẽ bị Khazix đánh chén nhanh hơn rất nhiều, giúp hắn đẩy mạnh khả năng kiểm soát sông cũng như tạo cơ hội đi ganh nhiều hơn. Hơn thế nữa, sát thương cơ bản tăng đồng nghĩa giờ đây khả năng ám sát các mục tiêu đơn lẻ của đối phương trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Lee Sin được tăng sức mạnh. Một trong những vị tướng mà nhiều người trên liên minh muốn thành thạo nhất chính là Lee Sin, vừa nhận một đợt tăng sức mạnh tương đối trong phiên bản 9.15. Đợt tăng sức mạnh này sẽ tập trung vào kỹ năng tạo tiền đề cho bản thân nhất của vị tướng này, đó chính là Q, sóng âm, vô ảnh cước. Bị đánh giá không tốt ở các bậc xếp hạng thấp nhưng lại xuất hiện rất nhiều trong các trận xếp hạng ở các bậc rank cao, cùng với khả năng dọn rừng không quá nhanh của mình cũng như các vị tướng khắc chế Lee Sin nổi dậy, Riot Games buộc phải tăng sức mạnh cho kỹ năng này để hắn ta có cơ hội quay trở lại Summoner's Rift. Trước hết là Q, sóng âm sẽ được tăng 5 sát thương cơ bản ở mọi cấp độ. Tiếp theo là vô ảnh cước cũng được tăng 5 sát thương cơ bản ở mức sát thương tối thiểu và 10 sát thương cơ bản ở mức sát thương tối đa mọi cấp. Ra mắt nhóm trang phục siêu phẩm mới. Nhóm trang phục siêu phẩm từ lâu nay đã là một chủ đề trang phục ngầu nhất, được chào đón nhất trong liên minh và theo thời gian, với ngày càng nhiều nhóm trang phục mới ra mắt, điều này vẫn không hề thay đổi. Các trang phục siêu phẩm lần này sẽ được trao cho Pyke, Irelia, Jinx, Akali và Warwick, đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng trang phục này dù cho bạn chơi ở bất cứ vai trò nào. Bên cạnh đó, khả năng cao Riot Games sẽ cho mở lại chế độ chơi đặc trưng của dòng trang phục này có tên là siêu phẩm quá tải, diễn ra ở bản đồ thành phố ngầm. Đây là một chế độ chỉ toàn xạ thủ từng được khá nhiều người lựa chọn chơi. Vậy bạn nghĩ sao về những thay đổi này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!